Hello cả nhà. Hôm nay mình cắt ổ qua nha. Ổ qua bữa nay nó cũng lớn rồi nè. Như trên đây là có được 3 trái. Nè cắt cái thâu nè. Cầm mấy? Phải cắt theo thâu để cầm. Thì đưa cái thâu để bỏ vô đó. Hello con trai. Hello. Ồ bữa nay ổ qua của mình nó cũng được bự ra nè. Rồi anh nhìn kỹ coi còn trái nào nữa không? Nope. Bên kia kìa, phải không? Ba trái cũng hơi to to ha cả nhà. Đây có hai trái nhỏ xíu à. Ngay gốc này nè. Đủ bự không anh? Không. Nó nhìn lên, đó ngay cái dây được. Ừ, cắt luôn. Ngon ăn không nó đỡ đắng. Ừ. Rồi. Rồi mình đi coi còn gì cắt được nữa không ha. Ồ, để mình vô đây mình quay dưa gan cho cả nhà coi nha. Bữa nay dưa hấu với dưa gan của mình nó cũng lớn rồi nè cả nhà. Đây là một trái dưa hấu ha. Thì nó bự cỡ bằng cái bàn tay mình thôi, chứ nó cũng chưa có bự lắm. Rồi ở bên này có dưa gan. Anh ơi, khách break đi ra ngoài đây chơi đi. Đây, dưa gan. Dưa gan thì cũng chưa to lắm, bằng cỡ hai bàn tay thôi. Mà mình cái này là bí đỏ mà bị sâu đục hết rồi. Cái này cũng bị sâu đục. Tại vì mình xịt thuốc sâu hơi trễ. Rồi bây giờ mình cắt cái này đi anh. Đậu bắp nè. Đậu bắp 2-3 ngày mình mà không để ý tới nó là nó bị bộ to dễ sợ luôn á. Còn trái đây nữa nè. Nó bị to hả? Nó lớn lẹ hả? Ý là lớn lẹ. Rồi hình như bên kia có một trái mướp nữa kìa. Mình đi qua mình coi trái mướp đó nó được chưa được cắt luôn. Ồ anh. Có một trái nhỏ kế bên nè. Hái luôn đi. Ừ. Rồi cây bên kia cũng có một trái nữa kìa. Đó. Mà sao nó cứ cao hoài rồi. Vậy? Vì mình cắt cái đọt được không? Nó cái đọt nó đang lên một chùm vậy mà sao anh cắt bữa được? Nó cao lên tối kia sao hả? Không biết nữa sao cái cây đậu bắp này nó cứ cao lên. Rồi bây giờ mình đi qua hái trái cà này luôn nè anh ơi. Đây, dưa gan của mình thì nó cũng mọc thêm được vài trái nữa nè. Được một ít trái con ha. Mình chơi đó cái chừng nó sập xuống tình ơi. Rồi, mới hái được một trái cà. Này hái một trái bầu bự rồi. Anh sẵn cắt ra đó luôn không? Mình cắt càng cua luôn đi. Ừ. Nãy mình mới hái trái bầu to rồi. Này nó cũng chín rồi nè, mình hái nó luôn nè. Hai trái. Có hai trái kia nó thúi nó rụng rồi. Ở đây chắc được 3 trái. Ớt xanh thì mình đợi cho nó to chút rồi mình hái luôn. Em lôi nó ra ngoài á. Mình thấy cái mướp này nó hơi nhỏ quá, chưa hái được. Rồi. Ăn gì nữa không? Hết rồi, được như đây nè. Cành thịt, lỡ thịt nó cháy sao. Rồi, được như đây nè cả nhà ơi. Ồ, mình đang nướng thịt nha. Mình qua mình coi thịt. Còn cái này á là hồi nãy mình hái được trái bầu to nè. Đó. Được chưa? Chưa nó ra chơi đây
rồi, cái cháy cháy rồi. Cháy rồi. Gì thấy cái lửa nó đó gì mà nói lửa nó nói gì chưa đủ không? Phần quá cái miếng này chưa cháy. Mấy cái sẵn mình có mấy cái củ ở vườn mình mới hái mình bỏ lên mình nướng luôn nè, nhìn cái lò nó màu đẹp ghê. Được con cây cây gấp không? Hôm nay em chở thật. Trời ơi. Thơm lắm cả nhà ơi. Tủ nó mở này không nổi mà cho bà open rồi. Rất là thơm luôn á. Chiều mát mát á, cái mình gia đình mình đi ra đây nướng thịt cũng vui ghê á. Cái này mình thường xuyên mình chở hôm qua nó cháy, nó màu cháy lắm. Cả nhà ơi, thì bữa nay là mình hái được một trái bầu. Sẵn thì mình cũng cho các bạn coi cái dàn bầu của mình luôn ha. Thì bữa giờ là mình ăn, mình hái cũng được gần cả chục trái luôn rồi đó. Vừa ăn mà vừa cho người ta cũng nhiều lắm. Rồi bây giờ nó lên thêm nữa nè. Đó, nhìn thấy mê ghê chưa. Những cái này thì nó còn rất là non nè. Tại cái giống này là cái giống bự mà dài đó cả nhà. Đó, với lại nó còn nè, nó còn ra những cái trái nhỏ, trái con rất là nhiều. Thì bây giờ trên vàng á là mình thấy là sơ sơ là mình có thêm được 4 trái nè ha cả nhà ha. Rồi hồi nãy á là mình cũng có hái được một trái to ở bên đây nữa rồi. Đó, ở dưới đây á thì mình có được rau đay nè. Rau đay bữa nay nó lên cũng tươi tốt ghê luôn nè. Còn cái tía tô thì cũng tốt. Đây là hai cây ớt ngọt của mình ha. Cái này là cây bưởi nè cả nhà. Cây này cây bưởi mình ươm từ hộp nè, nó lên cũng được tốt ghê luôn á. Còn cái thùng này á là thùng cà rốt. Cà rốt thì chắc cỡ khoảng 1-2 tuần nữa chắc mình mới nhổ được. Không biết là bây giờ là nó có bự chưa nữa, nó đủ to chưa để cho mình nhổ nữa. Thì để mình nhổ thử một cái cho cả nhà coi nha. Để bữa nào mình cũng sẽ ra làm một cái video thu hoạch cà rốt luôn. Còn cái này thì cái này nó mọc tùm quá. Mình nhổ thử một cái củ bự cho cả nhà coi nha. Mình thấy nó rồi nè. À, nó cũng còn hơi nhỏ nha cả nhà. Mấy củ nhỏ này chắc mình bỏ bớt đi cho nó có chỗ. Đây là một củ nhỏ chưa ha, chưa tới rồi. Lexi ra đây ăn nè con. Lexi bố cho bố nè. Đó, để mình coi cái củ này coi, cái củ to này thì được cỡ bao nhiêu ha. Củ to này cũng được. Ô, có con dung. Con dung tốt quá cả nhà ơi. Bây giờ mình lấy mình nhổ thử một bụi này. Lexi đi ra đây con. Đi ra đây, ra đây cho nè. Rồi, thì nó lên được cỡ ngón tay cái mình rồi nè ha cả nhà. Chắc cỡ khoảng 1-2 tuần nữa thì mình mới thu hoạch được. Bây giờ mấy cái này dần còn nhỏ quá, cho con chó nó ăn đi. Con chó nó ăn đỡ. Nè Lexi, ăn đi con. Bố. Bố ăn nữa không? Cái củ này nhìn cũng dễ thương quá cả nhà. Nên mình cho con chó mình ăn đi. Nè bố. Ăn cháo mình nó thích lắm, nó thích đi ra đây được ăn những cái trái, những cái củ này nè. Cái này á thì sao nó rễ nhiều quá ha cả nhà ha. Sao
sao nó nhiều rễ dữ vậy ta. Mình cái củ ta này thì mình lát nữa mình đem vô mình ăn thử coi nó ngọt không. Rồi còn ở bên này á thì là mình đây là trái bầu mà hồi nãy mình hái được nè. À, nó rất là dài ha, bự mà dài nữa. Rồi mình hái được một trái bầu nè, 4 trái ổ qua, 1 trái cà to, 3 trái ớt ngọt và một ít rau càng cua nè ha cả nhà. Đó, thì một mỗi ngày á mình cứ ra mình thu hoạch được ít ít gì đó thì gia đình mình cũng ăn đủ rồi. Tại vì nếu mà trồng nhiều quá thì mình cũng không có ăn được hết. Rồi, vậy là video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và nếu mà thích video này đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt. Bye bye. Trời ơi, nó đòi, nó tưởng mình cho nó ăn nữa nè. Cái con chó này.